quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm của siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với phong cách thể hiện đa dòng nhạc từ nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc bolero. Thậm chí chúng ta có thể chơi nhạc trẻ hay nhạc sàn trên cặp loa với uy lực mạnh mẽ của modem Technic SB-E100. Đây là một trong những modem sau khi được khai sinh rất là được ưa chuộng tại thị trường của Nhật Bản cũng như là thị trường của các quốc gia phát triển. Với cấu hình được thiết kế độc đáo, rất là đẹp và sang trọng, và chúng ta có thể chiêm ngưỡng cấu hình của tuyệt phẩm loa được mệnh danh là ông hoàng nhạc vàng ở mọi thời đại. Hoàn toàn nó sẽ trong phân khúc tầm tiền thì tôi có thể nói với quý vị rằng không những rất đẹp và rất sang trọng, nhưng chúng ta sẽ thấy được rằng chất âm của nó và giá trị đích thực của nó sẽ vượt xa tầm tiền. Đây là một trong những điều mà tôi chia sẻ với quý vị trong đoạn clip này. Và để tiếp theo thì mời anh em cùng thưởng thức một vài giai điệu nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh, để chúng ta sẽ thấy được uy lực mạnh mẽ và sự thể hiện rất là chi tiết và ngọt ngào của cặp loa Technic SB-E100 đến từ Japan, còn đang đẹp xuất sắc trên máy quay. Đây cũng là những cặp loa được siêu tầm cho những anh em. Tôi lưu ý rằng những cặp loa đã gọi là siêu tầm thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó rất là đẹp và rất là sang trọng. Chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực trên cặp loa Technic. Cấu hình của siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản được thiết kế như là một cái pháo đài B52. Mời anh em cùng ngắm nhìn siêu phẩm loa Technic SB-E100V đến từ Japan. Được sưu tầm và tuyển chọn khá là đẹp trên cặp loa. Có phong cách chơi đa thể loại nhạc. Chúng ta có thể thấy được rằng với phần thùng vân gỗ màu nâu vàng rất là đẹp, phi sang trọng. Khi mà chúng ta kết hợp trưng bày với đồ gỗ của những căn phòng khách trên cặp Technic SB-E100V. Được thiết kế có phong cách giống như là được người Nhật mệnh danh là pháo đài B52 của modem SB-E100V. Với chiều cao 85, ngang của nó tới 53 và sâu tới 43 cm. Trên cặp loa có công suất ở ngưỡng 300W. Mặc dù mới với 300W nhưng chúng ta sẽ thấy được rằng nó rất là mạnh mẽ cho cặp loa này. Đó, logo của nó làm ngay và thông số làm ngay ở phía mặt trước. Technic SB-E100 trở kháng 6 ohm. Đó. Công suất của nó là 150W trên một thùng loa. Quý vị lưu ý nhé, 150W trên một thùng loa. Nó được thiết kế theo chế độ phân tần song song mà chúng ta sẽ thấy rõ ở trong đoạn clip này và phía sau lưng. Với một bát siêu trầm đường kính 30 cm, được trang bị gân của nó là gân cao su, nhưng chúng ta sẽ thấy được rằng dòng gân đúc nó có độ mềm như bún. Quý vị thấy rằng tại sao người ta lại gọi là mềm như bún thì ở đây là câu trả lời này.
vẻ nó rất là bền. Riêng những dòng gân này thì hoàn toàn tôi thấy rằng nó không bị mục nát theo thời gian như là các dòng gân xốp thông thường. Gân mút xốp thì quý vị thấy rằng là đa số thì lâu ngày thì nó hay bị tơi, nhưng những dòng gân này gần như tuyệt đối chưa bao giờ thấy cái nào hỏng, trừ bị rách ạ. Nguyên cái thùng ống hơi về mặt trước cao tới 85 và ngang tới 53, quý vị thấy rằng tiếng trầm của nó rất là tốt. Và với quả bát súp mềm như thế này thì quý vị sẽ thấy được rằng cái tiếng trầm của nó rất là mềm mại. Quý vị có thể mở nhỏ xíu đi chăng nữa, nó thể hiện cũng vẫn rất là tuyệt vời. Đây là ưu điểm đầu tiên. Và phần bên trên của cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng với công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 300W cho SB-E100 này thì quý vị thấy rằng nguyên bộ kèn gang. Đó, ở phía trên thì chúng ta thấy được rằng chung kèn gang với chiều ngang 53 thì cái bộ kèn này của nó tới khoảng gần 50cm. Và họng của nó là họng gang. Đó, quý vị thấy rằng đây nó là họng gang này. Đó, kèn này thì nó rất là giá trị rồi. Khi mà chúng ta nghe các dòng nhạc từ Bolero hay trữ tình hay thậm chí nhạc vàng thì nó thể hiện những cái tiếng nhạc cụ nó rất là tuyệt vời. Và sang các dòng nhạc mới, ví dụ như là acoustic, thì quý vị sẽ nghe tiếng đàn sáo nhị, thì kèn những cái kèn gang lớn nó hot bao giờ cũng vẫn rất là tuyệt. Hay là lời của ca sĩ thì thào thì quý vị sẽ thấy cực kỳ là tuyệt vời. Phần trên cùng của nó là một quả chất kèn gang luôn với đường kính họng 15cm. Đó, quý vị thấy rằng là nó thiết kế phê không ạ? Phía đằng sau của nó này, đằng sau của nó là phần điều chỉnh nằm hết phía đằng sau lưng. Chúng ta cùng ngắm nhìn phía sau lưng của cặp loa này. Ở đây thì chúng ta thấy rằng người ta ví nó là như là một cái pháo đài B52 thì cũng không sai đâu ạ. Bởi vì hệ thống kèn của nó khủng như thế này. Và nó rất là đẹp. Đó. Ở phía sau lưng thì của nó trang bị này, quý vị quan sát này. Hai cái volume này, một chỉnh cho giải check này, một chỉnh cho giải trung âm này, mix run này. Đó, đây là hai chấu đấu dây này, đấu tổng thể này. Và nó tích hợp luôn các chế độ đánh riêng biệt này, check này, trung âm này, bass này. Quý vị có thể đấu và chơi trực tiếp cho các giải riêng biệt. Hai cái rene này. Đây là một cái rene bảo vệ cho check này, tự ngắt này, một rene bảo vệ cho trung âm. Khi mà rene nó ngắt thì chúng ta thấy rằng nó lẩy lên và trong tích tắc thì quý vị lại nhấn nó xuống thì nó lại chạy lại bình thường. Đây là rene tự động. Một trong những cái đời loa mà được thiết kế rene thì rất là ít những đời mà được trang bị rene như thế này. Đó, quý vị thấy đẹp không ạ? Chúng ta sẽ đấu dây vào đây, phần bên trên, trên nóc của loa. Đó. Rất đẹp ạ. Những cặp loa sưu tầm. Mặc dù với tầm tiền thì không quá đắt đỏ. Ở đây thì khi mà chúng ta gióng ở những cặp này nó như cặp Technic này sang thì ví dụ như là của cùng thời ra thì cặp Peeler 180A. Đó, nó cũng có ở phân khúc giá xem như cặp SB-E100 này. Nhưng mà có lẽ rằng với bát súp thì mềm hơn thì Technic SB-E100 này nó mềm hơn rất là nhiều rồi, không bàn luận rồi. Thùng to như thế này to gấp rưỡi 180 rồi. Bát sâu và mềm, đẹp hơn, khủng hơn, to hơn rất là nhiều. Và giá trị đích thực thì chúng ta thấy rằng nguyên bộ kèn gang này thì quý vị phải thấy rằng, công nhận với tôi rằng kèn gang này thì nó khá là đắt ở thị trường rồi, rất là giá trị cho cặp loa sưu tầm và tuyển chọn trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Phong cách chơi đa thể loại nhạc. Đó, quý vị thấy rằng là đẹp không ạ? Chúng ta cùng ngắm nhìn tổng thể lại một lần nữa với tuyệt phẩm loa Technic SB-E100 Gold đến từ Japan. Cũng lâu lâu thì quý vị sẽ thấy trên kênh của Toàn Audio Nam Định thì được xuất hiện những cặp loa như thế này. Và tôi cũng rất là tâm đắc. Có thể nói với quý vị rằng với tầm tiền thì không quá đắt đỏ, mức giá vừa phải, nhưng chúng ta sở hữu được những cặp loa mà tuyệt vời như thế này thì chất âm chơi đa dòng nhạc trưng bày thì chỉ trong phân khúc tầm tiền thì quý vị chỉ ngắm nó không thì đã phê rồi. Anh em nào hay chơi độ chế kèn thì anh em sẽ thấy được giá trị đích thực mà nó mang lại cho người nghe với chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Với cuối đoạn clip mà anh em cùng thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh để chúng ta thấy được giá trị đích thực của cặp loa SB-E100 Gold trên kênh của Toàn Audio Nam Định, luôn dành cho anh em có phong cách màu lẹ nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Tín hiệu tôi đang mở từ trên TV, tín hiệu không mất tiền, ai cũng có để nghe. Đó, quý vị sẽ thấy được rằng tê tái với chất âm và giọng điệu của ông Hoàng Nhạc Vàng đến từ Nhật Bản. Xưa hai ta chung lối mòn,
anh vui bên nhau ngày đang cưới trên đường hoa tím khung trời. Mùa thi năm cuối xong em theo chồng giữ làng để bằng lăng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc ngần ngơ. Quý vị có thể cảm nhận thấy mặc dù rằng những bản nhạc cực kỳ là đơn điệu, chỉ có một lời ca sĩ và một cây đàn không, nhưng chúng ta có thể thấy được sự thể hiện rất là tuyệt vời của cặp loa Technics SB-E100G đến từ Japan. Phong cách chơi đa thể loại nhạc và trưng bày phong cách cực kỳ là tuyệt vời. Chúng ta thấy được rằng những căn phòng khách sang trọng mà khi được đặt những cặp loa siêu tầm này thì tôi chắc chắn rằng không có quý vị nào ở phân khúc tầm giá này mà không phải thèm thuồng với cấu hình của cặp loa này. Bởi vì nó rất là đẹp và rất là sang. Và chơi theo phong cách high-end thì quý vị có thể thấy được rằng kèn của nó khó khè gai góc cũng chẳng kém gì các cặp loa khủng đàn anh mà đang nằm ở xung quanh đây. Rất là nhiều những cái cặp loa kèn khủng từ Antech, Nansing hay Roland hay là Martin Audio RS800, toàn những dòng khủng nhất của các hãng đã được tập kết tại kênh của Toàn Audio Nam Định. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của mình và luôn dành cho anh em có phong cách màu nẹ nhất với ưu đãi tốt nhất. Cô chú anh chị nào mà đang bị tôi sẽ nuốt với cuối clip này thì chúng ta thưởng thức thêm một tí chút nữa và quý vị sẽ thấy được rằng nó rất mạnh. Nghe một chút cho nó mạnh mẽ với giai trầm đặc trưng cực kỳ là tuyệt vời. Come see me.